Ali. Alisson. Chami Tyler. Đã có lỗi của Mohamed Salah. Đây đã là phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp đầu tiên. Một tình huống đẩy người từ phía sau của Mohamed Salah với một phía trái của đối tác Burnley. Zidane. Các cầu thủ của Burnley đã mắc lỗi biệt định. Mọi hy vọng của các học trò Real Sociedad sẽ giành cả với những tình huống cố định. Không chỉ Zidane mà vừa rồi thì cả Cruyff cũng đã ở vào vị trí biệt định. Kakowski, Rassi, Hendrick và Robertson. Phút đầu tiên trong tổng số 3 phút đá bù giờ của hiệp 1 đã trôi qua. Nếu cứ duy trì được thế trận như thế này, cùng với việc bổ sung thêm chất lượng trong các pha tấn công, thì Liverpool hoàn toàn có thể nghĩ tới việc gia tăng cách biệt. Những cơ hội cuối cùng trong hiệp 1 của cháu này, McNeil. Ở bên cánh trái của Burnley thì McNeil là hy vọng lớn nhất, đặc biệt là trong bối cảnh mà Robby Brady vẫn chưa thể lấy lại phong độ sau chấn thương. Một hiệp đấu với những bất ngờ xuất hiện trong những phút đầu tiên, nhưng rồi Liverpool đã không để cho bất ngờ ấy kéo dài được lâu. Họ khép lại hiệp đầu của chỗ này bằng việc dẫn Burnley với tỷ số 2-1. Firmino và Mane đã ghi bàn cho đội chủ sân Anfield, và chúng ta cùng chờ đợi liệu ở hiệp 2 thì Mohamed Salah có thể chấm dứt thời khắc bàn thắng của mình. Hiện đã kéo dài hơn 3 vòng đấu liên tiếp tại ngoại hạng hay không? Quý vị các bạn thân mến, xin mời quý vị các bạn hãy cùng chúng tôi tạm nghỉ trong vòng ít phút trước khi rõ ràng những diễn biến của hiệp 2 trận đấu giữa Liverpool và Burnley. Bye.
xúc và của chúng ta ở lúc để có lúc xuống Don't do it.